Chào các bạn nha. Trong nhà chúng ta thì nhà nào cũng có những cái ống nhựa kiểu như này, những ống nhựa cũ bỏ đi. Nếu chúng ta biết tận dụng thì chúng ta sẽ tận dụng được nhiều cái có ích để chúng ta đỡ khỏi phải đi mua. Nhiều khi nó cần thì là mình có cái để dùng luôn, không phải đi ra tiệm mua nhá. Đồ nghề để làm những cái này thì cũng không đơn giản thôi. Chỉ là những cái đồ có sẵn trong nhà. Đây là những ống hỏng này, đây là những ống cũ hỏng bỏ đi rồi, để cắt ra. Bây giờ ta chỉ cần hơ nóng ở bên trong nhá, hơ nóng bên trong. Cái cốt mà mình hàn vào rồi ấy, thì nó rất là chắc. Nếu mà tự cậy ra thì không cậy được đâu. Ta phải hơ nóng. Hơ nóng cái này là mục đích là để cái keo dán ấy nó sẽ chảy ra và ta bóc cho nó dễ. Đấy, cứ hơ hơ nóng xung quanh. Rồi sau đó ta lấy cái tô vít này. Ta cậy ra thành có một cái chỗ nó hở ra. Đấy, cứ cậy lách nhẹ nhàng. Nếu lúc nóng như này rồi thì cái keo dán này nó đã bong ra. Đấy, bây giờ có một cái chỗ như này thì ta lách cái kìm vào. Ta vặn, ta xoáy cho nó chảy ra, cho nó róc ra. Bóc ra khỏi cái ống. Khi nóng rồi ta bóc rất dễ nhé. Đấy. Thế là ta đã được một cái ống mới. Đã được một cái cút nối mới này. Đấy. Rất là đơn giản đó các bạn. Thế là cứ lần lượt ta sẽ cứ thế là ta làm thôi. Ống dài này tốt nhất ta nên cắt nó ngắn này. Cắt ngắn này mục đích để ta hơi nó dễ, mà cái ống kia thì ta để tận dụng nó làm việc khác, còn cái này thì ta lại hơi nhựa cho nóng. Đấy, những cái chỗ nối này nó sát nhau quá thì ta phải cắt này. Cắt đi để cho nó ngắn, mình hơi lửa cho nó dễ. Đấy, những cái này nó nối gần nhau này phải cắt hết. Đây, khi bóc ra xong thì chúng ta đã được lại được những cái cút như thế này. Đấy, mà gọt sạch những cái bẩn đi ta lại dùng bình thường nhé. Những cái cút này thì nó ít khi vỡ lắm. Nếu như khi dẫm vào hoặc là đập vào nó mới vỡ thôi, chứ còn bình thường nó rất dày, nó chắc này. Chúng ta sẽ dùng sử dụng lại được. Sử dụng lại được tốt. Và cứ thế lần lượt ta làm. Cắt ra cho nó ngắn này dễ làm. Cắt ngắn này dễ làm. Cái khóa này chưa hỏng đâu nhé. Khóa này chưa hỏng nhưng mà có việc thì phá đi thì bỏ đi thôi. Nhưng khóa này thì vẫn dùng tốt. Giờ tận dụng hai cái này nhé.
này cứ khơ khơ cho nó đều, khơ cho nó đều quanh chỗ này đi. Để đấy nhìn nó rõ. Khơ cho quanh ống này. Khơ cho nó nóng hết cái nhựa ở trong này ra thì khi nó mềm mà cái nhựa nó chảy ra người ta rất dễ làm. Nhựa dán ống ấy chứ không phải là cái nhựa ống PC. Người ta cứ hơ từ từ này. Nó nóng đến độ nó mềm ra thì ta cậy ra rất đơn giản. Thực ra cũng những cái đồ này không phải lúc nào ta cũng đi mua được, khi làm cái gì nó cần thiết. Khi trong nhà mình có những ống cũ này thì ta tận dụng. Làm rất đơn giản thôi. Mỗi cái này nó cũng mấy nghìn ấy. Cái to loại này là cũng 4.000 này. 4-5.000 một cái. Nhưng mà nếu như một nhà nào ở xa xa chỗ quầy mua bán chẳng hạn thì cũng không phải lúc nào nó cũng chạy đi mua được, thì tự nhiên nó thiếu một cái. Người ta làm này đây, ta lấy ta cậy cái này nó đã hở như này nhá, ta chỉ cần lấy kìm nó vặn. Khi mà nó nóng là cái nhựa 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 dán ống nó chảy ra. Đang xoáy này. Còn nóng này là lôi ra thôi. Đấy. Thì lôi ra rồi thì nó lại thành một cái ống đẹp ngay, không phải đi mua. Thế như này ta đã tận dụng được một cái đoạn này. Giắc co này nó vẫn còn nguyên, nó không hỏng. Thường những cái giắc co này mình không làm gì đến nó nên nó không hỏng được đâu. Một bộ giắc co này của nó là mua mất 10.000. Nhưng khi ta tận dụng rồi thì nó vừa là mình đỡ mất công đi mua, hai nữa tận dụng nó rất dễ. Đấy, thế lần lượt ta cứ làm như thế thôi. Đây, trong một buổi này tôi hướng dẫn các bạn thì đã làm ra được một số cái như này. Đây, 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy, những cái đồ tận dụng này rất đơn giản. Mà các bạn đi mua những cái này cũng 3.000 này. Tất cả những cái này mỗi cái 3.000, 3.000 là 6.000. Đấy, 9.000. Này nữa, ta làm một lúc, tận dụng một lúc thôi, chúng ta được mấy chục nghìn, đúng không? Nên trong đồ, ví dụ như là tôi làm cái đồ chơi cọm nước quay tới đây, thì ta tận dụng những cái này. Mình làm chơi, mình làm để chơi thôi, thì nó cũng chỉ nên tận dụng thôi, chứ không phải đi mua nhiều cầu kỳ. Kể cả những cái ống cũ, thì chúng ta tận dụng, ta làm. Đây, nguyên cái này ta tận dụng được á. Được một 15.000, 20.000 này. Đấy. Thế, video tôi đến đây đã tạm dừng nhé. Nếu thấy hữu ích và hay, các bạn hãy ủng hộ bằng cách like, chia sẻ cho mọi người đều biết. Và đăng ký kênh ủng hộ để xem những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.